sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong chương trình suy niệm lời Chúa hôm nay, cha Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sẽ đến với quý vị và anh chị em qua bài phúc âm hàng ngày, chia sẻ lời Chúa và suy niệm. Cuối cùng, xin cùng lắng nghe thánh ca cầu nguyện. Mến chúc quý vị và anh chị em một buổi suy niệm sốt sắng và an bình trong Chúa. Kính chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay thứ sáu sau Chủ nhật thứ 34 mùa thường niên. Giờ đây kính mời ông bà và anh chị em lắng đọng tâm hồn để lắng nghe và suy gẫm lời Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Anh chị em thân mến, chúng ta đang còn sống trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ. Và Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đặt lại cái cuộc sống của mình đối diện với những cái ngày mà nước Thiên Chúa sẽ đến. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đặt cho các môn đệ một cái dụ ngôn, để cho các môn đệ nhìn thấy rằng cái dụ ngôn cây vả. Thì chúng ta biết rằng trong tin mừng thì chúng ta nhớ là cái hình ảnh cây vả mà Chúa Giêsu cũng hay thường sử dụng, mà các thánh sử cũng kể lại cho chúng ta. Nếu mà chúng ta lưu ý một cây vả đó, chúng ta nhớ rằng có một lần Chúa Giêsu đi ngang qua và thấy cây vả nó không có trái, Ngài đói bụng. Và khi đi ngang qua, Ngài không có thấy cái trái nào, thì lúc đó Ngài nói từ nay không ai được ăn trái từ cây này nữa. Và sau khi trở về thì cây vả chết. Thì chúng ta thấy hình ảnh cây vả luôn luôn gắn liền với đời sống của người môn đệ. Đó chính là làm sao cái hình ảnh cây vả để nhắc nhở cái người môn đệ rằng là phải sống thế nào để sinh hoa kết quả, để khi ngày của Thiên Chúa đến, nước Thiên Chúa đã gần đến, thì mỗi người, mỗi gia đình, mỗi giáo xứ, mỗi giáo phận phải sinh hoa kết quả cho Ngài. Tuy nhiên, điểm mà con muốn đề nghị cho chúng ta thấy cái lời mà Chúa Giêsu nói, nước trời đã gần đến, nước Thiên Chúa đã gần đến. Nước Thiên Chúa là gì? Nếu mà chúng ta đi vào trong cái ý nghĩa của nó, nhất là của các giáo phụ, thì chúng ta sẽ thấy nước Thiên Chúa gồm 3 ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, nước Thiên Chúa không phải là một cái nơi chốn, mà là một con người. Nước Thiên Chúa đó chính là Đức Giêsu Kitô. Khi mà Chúa Giêsu nói nước Thiên Chúa đã gần đến, thì Ngài nói rằng Ngài đang ở bên cạnh chúng ta. Liệu chúng ta có nhận ra Ngài khi Ngài đang ở bên chúng ta hay không? Ngài có thể ở bên chúng ta qua hình ảnh của một cái người mà đang cần đến chúng ta giúp đỡ, một cái người mà đang còn muốn chúng ta khóc với họ, cười với họ, đưa bàn tay của chúng ta nâng đỡ họ dậy. Đó là cái hình ảnh thứ nhất nói về nước Thiên Chúa, đó là chính Đức Giêsu Kitô. Hãy chiếm lấy Ngài. Cái ý nghĩa thứ hai của nước Thiên Chúa đó chính là giáo hội của chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng nhìn lại cái cuộc sống của mình, chúng ta có yêu mến giáo hội đủ hay không? Bởi vì đó chính là nước Thiên Chúa. Chúng ta có giữ cái giáo hội gần bên và cầu nguyện cho giáo hội của chúng ta hay không?
Giáo hội là mẹ của chúng ta như chúng ta đã biết. Như vậy trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta có đặt giáo hội của mình gần gũi với con tim của mình hay không? Và cái ý nghĩa thứ ba của nước Thiên Chúa, đó chính là con tim của mỗi người chúng ta, đời sống nội tâm của mỗi người chúng ta. Liệu cái con tim của chúng ta có sinh hoa kết quả, sinh cái nhiều yêu thương trong từng ngày sống của chúng ta hay không? Đó là điểm mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta khi mà cái ngày của Thiên Chúa đến, khi mà nước Thiên Chúa gần đến, thì cái cuộc sống của mỗi người chúng ta phải được thay đổi. Cho nên để cái cuộc sống của chúng ta thay đổi thì chúng ta phải đặt lời Chúa lên hàng đầu. Cho nên Chúa Giêsu khẳng định trong những cái câu cuối cùng của bài tin mừng hôm nay, dù trời đất có qua đi thì lời của Thầy sẽ không qua được. Chúng ta thấy rằng từ thế hệ này thế qua thế hệ kia, chúng ta thấy một cái câu nói của một vị nhân là chúng ta giữ lại, một cái câu nói hay của một vị nhân nào đó và chúng ta sẽ giữ lại và truyền từ đời này sang đời kia. Đó là những cái lời nói của con người mà chúng ta truyền từ đời này sang đời kia. Còn lời của Đức Kitô là lời Chúa, chúng ta biết còn cao trọng hơn như thế nào. Liệu cái mỗi người chúng ta đặt lời Chúa như thế nào? Có lẽ trong cái đời sống của chúng ta, đôi khi chúng ta đặt lời của người khác lên trên lời Chúa. Chúng ta nghe lời của người khác hơn là lời của Chúa. Người ta nói rằng là thôi mày đừng có tha cho nó, mình không tha cho nó. Nhưng mà lời Chúa mời gọi chúng ta phải tha thứ cho nhau. Cho nên ông bà và anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại cái cuộc sống của mình, nhìn lại cái giá trị của lời Chúa trong đời sống của chúng ta, để khi chúng ta kết thúc năm phụng vụ, chúng ta sống như thế nào trong tương quan với Đức Giêsu Kitô. Lạy Chúa Giêsu, ước gì mỗi ngày sống của chúng con trôi qua, chúng con được chiếm lấy Chúa như là nước trời mà Chúa đã muốn chúng con đến gần. Và xin cho chúng con đặt giá trị của lời Chúa lên trên giá trị của những lời mà những người khác nói cho chúng con. Amen. Ruộng dâu đã hóa biển xanh và sao trên trời đã thành cát biển âm thầm, thì Chúa vẫn còn đây, luôn còn mãi êm mãi hai đầu thời gian, năm tháng không hề mờ tan. Người không biết vội vàng và người không biết muộn màng. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa bắt thời gian ngừng trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời. Người ở bên tôi không hề đơn côi. Ngàn ngàn năm xưa khi màn đêm giăng cõi hồng hoang và cây huy hoàng chưa trồng khắp nẻo địa đàng, người đi trước thời gian luôn hằng hữu, sông ngày đêm không nhớ nhung không mờ quên. Người không có cội nguồn, bởi người là chim cội nguồn. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã đỡ ra khi Chúa bắt thời gian. Hãy subscribe.
vui gai. Người đưa nhân loại như cột mây mở đường dài. Bàn tay Chúa hiền linh trong nhịp sống, rơi tóc trên đầu rụng đi. Chúa biết Chúa lo từng khi người chăm sóc cuộc đời. Cuộc đời Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa bắt thời gian trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn trôi năm tháng đầy vơi, muôn ơn cho đời như là cát biển sao trời. Cát biển sao nhìn theo xua thời gian không bờ bến, con ví như là giọt sương trong Chúa, như là đại dương giọt sương sống từng ngày vì dương quá tràn đầy. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã nhớ ra khi Chúa bắt thời gian ngừng trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn đến đây là hết. Xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.